Đây là Hà Vịnh Ngon đang có mặt tại một vườn bưởi đan bưởi tam hồng chuẩn giống như này. Giống bưởi tam hồng chuẩn là phải cùi đỏ như này. Hóa ra trước kia là Hà Vịnh Ngon chỉ biết là bưởi tam hồng có một giống, nhưng không phải, bưởi tam hồng chính thức là phải ở Phúc Kiến. Giống mới chuẩn là quả mới có vỏ đỏ như thế này. Còn nếu mà ở các vùng khác không phải ở Phúc Kiến thì do người ta cắt ghép trên cây non của bưởi tam hồng nên là bị thoái hóa nguồn gen. Sau này ra sẽ sang cái giống bưởi tam hồng nhưng vỏ vàng, cùi cũng vẫn đỏ, vỏ đỏ nhưng mà ăn chất lượng kém hơn hẳn. Mặc dù kể cả những cây lâu năm ở Quảng Đông hoặc Quảng Tây mà nhân giống ra cũng không chuẩn bằng ở Phúc Kiến đây, bởi vì đã bị thoái hóa gen ngay từ ban đầu nên là rất là nguy hiểm. Còn đặc biệt ở Việt Nam mà hiện nay có một số người sản xuất cây giống mà họ quảng cáo là có bưởi tam hồng hoặc là đang bán giống bưởi tam hồng, đó toàn là nói không đúng sự thật, nói không có cơ sở. Bà con lưu ý là những người mà làm giống chuẩn, thứ nhất là phải có những cái hình ảnh video giống như Hà Vịnh Ngon có mặt tại Phúc Kiến Trung Quốc như thế này, và chứng minh cho bà con biết rằng Hà Vịnh Ngon có mặt ở bên Phúc Kiến Trung Quốc và tìm hiểu rõ nguồn gen giống như thế này. Đồng thời phải được ăn thử quả cắt mắt tại vườn. Bà con lưu ý này, ăn thử quả cắt mắt tại vườn. Cây này 12 năm rồi. Đấy, cây này 12 năm. Mà đặc biệt là người Trung Quốc họ không để cây to theo tán to mà họ cắt ngắn, cắt gọn lại. Rất là ráo múi và cực kỳ dốc hơn hẳn luôn. Được chưa? Ở chợ đầu mối. Ăn ngọt nhỉ? Ngọt. Đây mọi người xem nhé.